Hi, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh review đồng hồ chính hãng của CityWatch và mình là Thân. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc siêu phẩm đến từ thương hiệu Orient Star, dòng Orient cao cấp của thương hiệu đến từ Nhật Bản. Chiếc này là một trong những chiếc khá là khó săn đó các bạn, và là một trong những phiên bản đời mới nhất của Orient Star với phiên bản 50 giờ tích cóp. Đây là thuộc phân khúc Elegant của Orient Star với góc hở tim cực kỳ đẹp mắt. Bây giờ mình sẽ giới thiệu và chi tiết em nói cho các bạn. Đây là siêu phẩm mình sẽ giới thiệu cho anh em. Mình sẽ lấy ra đây, sẽ zoom lại cho anh em xem cái độ đẹp và cái độ hoàn thiện cực kỳ sắc sảo của em Orient Star này. Chiếc này thì có mã số là REAV0007S00B, là một chiếc phiên bản nội địa của Japan, rất là chất lượng, quá đẹp mắt luôn các bạn. Phải nói là chiếc này có độ thiết kế phải nói là đạt ở mức hoàn hảo, đẹp không thể cưỡng nổi, đẹp quá đẹp, đỉnh cao của thiết kế. Phải nói là không có cái mỹ tơ nào mình có thể miêu tả hết được cái độ sắc nét, cái độ đẹp và cái độ hoàn thiện từng chi tiết nhỏ nhất của chiếc Orient Star Elegant với phiên bản màu xanh navy, màu dây và viền K màu silver này, đẹp không thể cưỡng nổi. Rồi ok, mình sẽ đi vô chi tiết về thông số, về case. Về case thì em này có size là 40mm cùng với cái độ dày là 13mm. Thì anh em này có thể lên tay rất là đẹp mắt. Anh em có cổ tay từ 15 trở lên thì lên tay em này rất là đẹp rồi. Bây giờ mình sẽ lên tay thử em nói cho các bạn xem nha. Cổ tay mình là 16.5. Mình sẽ lên tay thử, rất là đẹp luôn. Phải nói là như anh em có cổ tay từ 15 cho đến 17.5 thì lên tay em này phải nói là rất là đẹp và vừa vặn. Ôm tay, rất là ôm tay. Bộ dây khiến cho anh em đeo trở nên ôm tay và rất là mạnh mẽ và nam tính, nhìn lịch sự và lịch lãm vô cùng. Để nói mình đeo đẹp đẹp quá đúng không các bạn, đẹp không thể chê được, quá đẳng cấp. Ok rồi, tiếp theo mình sẽ đi vô phần máy. Thì em này sử dụng bộ máy in-house của Orient với bộ máy cực kỳ tiên tiến F6F42 với 24 chân kính và cho thời gian trữ cóp là 50 giờ. Cái thời gian trữ cóp thì anh em có thể quan sát ở cái góc 12 giờ, cái Power Reset này rất là tiện dụng nè. Rất là tiện dụng luôn. Đây mình sẽ thử lên cóp tay lên cho anh em xem. Đây lên cóp tay rất là êm ái và mượt mà các bạn thấy không? Nên khi lên cóp thì cái kim Power Reset nó đã lên, các bạn thấy không? Nó lên rồi mình sẽ báo năng lượng cho anh em, cái kim xăng hay gọi kim xăng báo năng lượng cho anh em để biết được cái năng lượng của mình đang ở mức nào để mình có thể sử dụng em nó hợp lý. Ok rồi, ngồi có thể lên cóc tay thì anh em lên cóc tự động trong quá trình sử dụng, anh em chỉ cần đeo rồi thì cóc nó cũng đã là tích rồi, anh không cần phải lên cóc tay nhiều. Lên cóc tay khi nào mà đồng hồ chết thì anh em mới lên cóc tay thôi nhé anh em. Rồi ok, quên, cái máy của em này phải nói là nó được phủ một cái lớp bạc ở bên ngoài nữa. Cái bộ máy này, bộ máy thì mình xíu nữa mình xoay, nhưng mình sẽ nói sơ sơ cho anh em thấy là được phủ một lớp bạc bên ngoài giúp tăng khả năng chống sốc em này. Biết rồi, tăng khả năng chống sốc thì có nghĩa là giảm thiểu khả năng sai số cho chiếc đồng hồ, rất là đáng giá, một thông số cực kỳ đáng giá và một chi tiết phải nói là những chiếc đồng hồ cao cấp không thể có được. Ok các bạn, rồi tiếp theo mình sẽ đi vô cái phần cái mặt dial chính này. Mặt dial này thì được nhà sản xuất là màu trắng được với những cái cọc số la mã đây làm nổi bật. Ở góc 6 giờ là bộ kim rốn, là kim dây được nhà sản xuất đặt rất là chỉnh chu ở đây. Góc 9 giờ là góc open head ở tim, anh em có thể nhìn thấy xuyên thấu được cái bộ máy bên trong hoạt động, nhìn rất là đã mắt và thích mắt. Mình lúc nào cũng thích những chiếc đồng hồ cơ mà lộ cơ, nhìn lúc nào nó cũng cảm giác nó mạnh mẽ, nhìn nó quyến rũ hơn, nó không có nhàm chán. Rồi ở góc 3 giờ là logo của Orient Star với dòng chữ Automatic cùng với dòng chữ S đặc trưng của Orient Star đây. Bộ kim được vuốt rất là đẹp mắt, màu xanh đây, bộ kim rất là đẹp mắt, được nhà sản xuất làm màu xanh rất là sáng, rất là sang. Bộ kim này thì có thể là đổi màu nha các bạn, đổi màu rất là đẹp, bắt sáng và đổi màu rất là đẹp mắt luôn. Từ màu xanh đậm thì nó sẽ trở nên trong hơn và sáng hơn khi được bắt và những ánh sáng mạnh.
giúp cho nổi bật và tăng cái độ lung linh cho chiếc đồng hồ Orange Star này. Rồi, ok, dưới này là nhà sản xuất nó khác những cái thông số nhỏ là span đây, là máy đây, rất là đầy đủ và nhìn rất là rõ ràng. Rồi, con này có điểm đặc trưng ở chỗ là sử dụng cái bộ kính kính lồi, nhưng đặc biệt ở chỗ kính lồi sapphire nha các bạn, chứ không phải là kính lồi mà lồi kính khoáng đâu, là một cái điểm cực kỳ đặc trưng và độc đáo mà không có, chưa có những cái dòng dòng trung cấp hay là thấp cấp hoặc là những cái dòng cocktail cái Seiko mà sử dụng được cái kính sapphire mà lồi như thế này, rất là độc đáo, rất là tiện dụng, phải nói là quá cần thiết luôn. Thì các bạn biết rồi, sapphire là những trong những cái thiết kế phải cần cần có ở trên những chiếc đồng hồ cao cấp để giữ cho chiếc đồng hồ luôn ở một trạng thái hoàn mỹ và hoàn hảo nhất, không bị trầy xước, giảm thiểu khả năng giảm thiểu cái độ đẹp của chiếc đồng hồ đi, vì đây là một chiếc trang sức khá là tương đối nhiều tiền của anh em. Đây thì lúc nào mình giữ chiếc đồng hồ trở nên đẹp thì mình cũng thấy là thích thú rồi. Ok, rồi mình sẽ đi qua phần bên hông. Đây, phần bên hông thì anh em thấy là được nhà sản xuất làm rất là đẹp mắt với cây một ba làm từ thép không rỉ 316L, cùng với nó là chiếc nấm được khắc cái logo hình chữ S đây, rất là đặc trưng của dòng Orange Star, rất là đẹp mắt, làm được phay bóng rất là đẹp mắt các bạn, rồi rất là sướng tay. Rồi mình sẽ đi qua cái phần mặt đáy, để mình đã có xoay rồi, nhưng mà sẽ bây giờ mình xoay chi tiết cho anh em xem cái phần mặt đáy đây. Đấy là được nhà sản xuất làm lộ cơ rất là đẹp mắt. Trên phần bánh đà thì có được dập cái dòng chữ Orange Star Japan màu vàng đây. Rồi trên keypad của máy thì có đầy đủ những thông số như là máy, thông tin máy, series của máy, độ chống nước em này là 53, thì anh em có thể thoải mái đi mưa rửa tay nha. Rồi chất liệu stainless steel, máy Epson, phiên bản made Japan nội địa của Nhật đây, rất là đầy đủ những thông số đầy đủ và chi tiết đây. Phần mông thì anh em có thể thấy là được nhà sản xuất làm công giống như cái dòng Caballero vậy, anh em nhìn rất, nếu mà anh em đã xem Caballero thì cái thiết kế nó cũng na ná nhưng mà nó ở một cái đẳng cấp cao hơn rất là nhiều đây, rất là đẹp mắt. Ok, tiếp theo mình sẽ đi vô cái phần dây. Dây thì được nhà sản xuất làm một bộ dây rất là chất lượng với tông màu xanh navy, vân cầm rất là sướng tay đây. Trên dây thì được nhà sản xuất kết hợp cái khóa bướm này, khóa bướm giúp anh em chống gập và gãy dây, sử dụng mà nói là rất là tiện lợi đây, rất là tiện lợi luôn, bộ dây rất là chất lượng của Orient Star. Ok, bây giờ mình sẽ xoay lại lần nữa cho bạn ngắm mặt dial của chiếc Orient Star REAV007S00B này, quá là đẹp mắt luôn các bạn. Thấy không? Đẹp đẹp đến từng góc cạnh, không có một cái lỗi lầm gì hết, quá đẹp, những chi tiết nhỏ nhất cũng trở nên cực kỳ tinh tế và sắc sảo. Phải nói hãng làm con này làm bất cứ ai cầm lên tay đều mê mệt trước cái vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành này, phải nói là vậy. Ok, chiếc này thì ở ngoài hãng đang có giá bán rất rất là cao nha các bạn, ở đâu đó khoảng tầm là 16 triệu rưỡi đó. Đó, rất là cao, nhưng mà ở tại Siliquad đã xách về cho anh em với mức giá vô cùng hấp dẫn là chỉ ở trên mức 9 triệu một ít thôi. Thì cái mức giá bán chi tiết cho anh em có thể xem ở dưới thông tin chi tiết mà mình có đăng rồi. Nếu anh em nào thấy thích thì hãy đặt mua ngay qua số hotline 0938 777 234 của admin. Ngoài ra có thể ghé qua showroom của Siliquad tại 548 21 Nguyễn Thái Sơn, phường 5 Gò Vấp để tận mắt chứng kiến và tận tay em nói nha các bạn. Vì số lượng có hạn thì anh em hãy nhanh nhanh đến ngay để sở hữu con Orient Elegant cực kỳ đẹp mắt này. Ok, đừng quên like và bấm đăng ký kênh YouTube của Siliquad.vn và đặc biệt để lại nút chuông để theo dõi những video tiếp theo. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.